Vậy xem nữa, sáng mặt mới xong rồi đó, chứ mới rửa mặt mà. Rồi chị Ly qua thì kêu ai hả? Nhưng mà bị tóm nhỉ. Ok anh chị Ly. Chị... xuống cái nói tiếng em quan chứ. Chị Ly có mua đồ bố không? Không. Bố vài chục ngàn, à tám chục ngàn. Tám tám thì mua gì mau. Cho kìa mình đôi. Yes. Chắc là chị Ly hay nói được bộ mà. Em đang định gom thế này mua, em không có thêm bộ nữa. Mà một bộ thì 100 ngàn. Mà 3 bộ thì 80. Nói chứ mới được một bộ em chứ em phải đi gom thêm. Rồi 3 bộ nó. Mấy người đắt rồi, sao đắt tổng cộng 6 bộ rồi. Cái đồng mẫu dưới vậy ta. Hầu rà quái kia. Hai bố Hiên. Hai bố. À Hiên một bố. Thế nghiệp để gom thêm ai này cho đủ hai bố. Nhưng có bị máu lắm thôi chị Lý. Lý. Nhưng có bị máu lắm không? Ai vậy? Mặt nó tính không biến sắc luôn đi.
Mấy phút rồi chị lấy. Chị lấy. Lên mẫu á. Mẫu á chưa đi cuộc hạt đến chị. Thương quên cuộc hạt đi, mẫu mẫu. Thiếu thử chứ.